Nam thanh niên lật tẩy chiêu trò giả bại liệt ăn xin khiến cộng đồng mạng vỗ tay khen ngợi. Mới đây, một đoạn clip từ camera hành trình của một chiếc ô tô tải được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Theo đoạn clip này, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 31 tháng 12. Trên một đoạn đường quốc lộ ở Hải Phòng, một người đàn ông ăn xin đang bò lết chậm chạp và bất ngờ ngồi lại giữa đường khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ. Đúng lúc này, một nam thanh niên mặc áo xanh đi tới, dừng lại trước mặt của người đàn ông đang bò lết trên đường. Sau vài câu qua lại, nam thanh niên dừng xe, kéo lê sình sịch người đàn ông vào trong vệ đường. Người đàn ông này không hề phản kháng, để mặc nam thanh niên kéo đi. Sau khi kéo lê người đàn ông vào vệ đường, nam thanh niên lên xe máy phóng đi. Điều đáng nói là lúc này, người đàn ông phải bò lê lết trên đường bất ngờ đứng dậy, đi lại bình thường trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Sau khi xem xong clip, nhiều người đồng tình với hành động của nam thanh niên đã lật tẩy được chiêu trò giả bại liệt ăn xin của người đàn ông. Nhìn vào vụ việc, một số cư dân mạng lên án người đàn ông giả bại liệt kia và dành tặng lời khen cho nam thanh niên. Hành động của nam thanh niên áo xanh dễ gây hiểu lầm, nhưng cái kết đúng là quá bất ngờ. Lật kèo phút cuối. May có hành động dứt khoát của anh áo xanh, nếu không nhiều người đã bị lừa rồi. Tay chân lành lặn mà cứ thích bị bại liệt là sao nhỉ, có tay có chân thì đi kiếm việc khác mà làm. Hay quá anh ơi, phải làm như vậy thì họ mới biết sợ, chứ không sẽ có rất nhiều người bị lừa.